Cô xin chào tất cả các em học sinh đến với bài học ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung của bài mới thì cô sẽ kiểm tra lại một số kiến thức cũ. Các em nhớ lại kiến thức và cho cô biết thú mỏ vịt có cấu tạo như thế nào để phù hợp với đời sống bơi lội ở nước. Khi thú mỏ vịt nó có một bộ lông mao dày, rộng và không thấm nước. Đặc biệt là chân của nó có màng bơi. Câu hỏi số 2, kangaroo có cấu tạo như thế nào để phù hợp với lối sống chạy nhảy trên đồng cỏ? Vậy đối với loài thú này thì nó có chi sau lớn khỏe, chiếc đuôi rất là to và dài để giữ thăng bằng khi nhảy. Chúng ta lại tiếp tục đến với chủ đề đa dạng của lớp thú. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp thêm hai bộ thú, một bộ thú thích nghi với đời sống bay, bộ còn lại sẽ thích nghi với đời sống bơi lội. Và ở bài này chúng ta cũng sẽ giải thích được tại sao lại xếp cá voi vào lớp thú, hoặc là tại sao khi ngủ thì dơi lại treo ngược mình lên. Bài 49, bộ dơi và bộ cá voi. Đây là những nội dung chúng ta cần tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là bộ dơi. Bộ dơi được biết đến là bộ có số lượng loài nhiều thứ hai trong lớp thú với khoảng hơn 1.000 loài. Vậy các em hãy đọc thông tin phần 1 sách giáo khoa kết hợp với những hiểu biết của mình về loài dơi và cho cô biết một vài đặc điểm về đời sống của dơi. Chúng ta thấy là dơi thường sống trên những cái cây này, hoặc là trong hang, hoặc là những hốc cây, hoặc là những nơi mà đã bỏ hoang. Và có một số loài dơi cũng sống ở trong những chiếc lá. Và dơi thì thường thích nghi với đời sống bay lượn. Nó là động vật có vú duy nhất có thể bay được. Các em cùng theo dõi hình ảnh về một số nơi sống của loài dơi. Dơi sống trong lá, trên cây, trong hang động kẽ đá hoặc là những ngôi nhà hoang. Chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo ngoài của dơi để xem dơi thích nghi với đời sống bay lượn như thế nào. Các em quan sát vào hình ảnh cấu tạo ngoài của dơi sau đây. Chúng ta chú ý vào phần cánh của dơi. Sau khi quan sát thì các em trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Để thích nghi với đời sống bay lượn, cấu tạo của dơi có đặc điểm gì? Vậy thì chúng ta thấy là phần chiếm diện tích lớn trên cơ thể của dơi là cánh. Và cánh của dơi là do chi trước biến đổi thành, người ta gọi là cánh da. Và màng cánh thì rất là rộng ha. Bên cạnh đó thì thân của dơi ngắn và hẹp, hợp với cánh thành một khối, giúp dơi có thể bay lượn. Vậy so với lớp chim mà chúng ta đã học thì cánh của dơi có đặc điểm gì khác hay không? Nói một cách chính xác thì ở dơi, cánh được tạo bởi màng da nối liền với xương cánh tay, ống tay, xương bàn và xương ngón. Cánh khớp với mình, chi sau và đuôi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần thân và chi sau. Các em quan sát hình và có nhận xét gì về thân và chi sau của dơi? Vậy thì so với chi trước thì chi sau của dơi sẽ ngắn và yếu hơn. Chi sau sẽ giúp dơi bám chặt vào cành cây khi nó treo ngược. Và khi bắt đầu bay thì nó chỉ cần rời vật bám và tự buông mình xuống là có thể bay được. Còn phần thân của dơi thì nó ngắn và hẹp, kết hợp với cánh giúp dơi có thể bay một cách thanh thoát và thay đổi chiều hướng một cách linh hoạt. Với những gì nãy giờ chúng ta cùng tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng dơi rõ ràng có cánh, biết bay như chim, nhưng tại sao người ta lại xếp nó vào lớp thú? Vậy thì chúng ta phải trở lại đặc điểm của lớp thú ở đầu bài 48. Thì những loài thuộc lớp thú hầu như đều có lông mao và tuyến sữa. Vậy thì dơi cũng không ngoại lệ. Dơi được xếp vào lớp thú vì nó nuôi con bằng sữa, thân có lông mao. Và ngoài ra thì dơi còn đẻ con nữa. Vậy thì dơi thường ăn gì và dơi kiếm ăn vào thời gian nào trong ngày? Chúng ta thấy là thời gian thích hợp để dơi kiếm ăn là vào lúc chập tối hoặc là ban đêm. Và khoảng 70% số dơi sẽ ăn sâu bọ, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả. Và chỉ có vài loài là ăn thịt, như trên hình các em quan sát. Và đây là một loài dơi quỷ chuyên hút máu động vật. Thì những loài dơi quỷ này thì chúng thường sống trên những cái bầy đàn, trong những nơi hoàn toàn tăm tối, như là các hang hốc, này, giếng cũ hay là góc tối của nhà cửa. Ngoài những đặc điểm chúng ta tìm hiểu về loài dơi thì còn một đặc điểm nữa, đó chính là bộ răng của dơi. Với những loài dơi chuyên ăn sâu bọ thì với một cái bộ răng nhọn như thế này sẽ giúp nó dễ dàng phá được vỏ keratin của sâu bọ. Các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau đây nhé. Mắt dơi thông tin nhưng mà nó thường xuyên kiếm ăn về ban đêm, vậy tại sao khi bay thì dơi không va vào các chướng ngại vật?
Chúng ta thấy là mặc dù mắt dơi không tinh nhưng mà tai dơi rất là thính. Và ngoài những tiếng kêu thông thường thì dơi còn có khả năng phát ra những âm thanh với tần số dao động rất là cao, từ 30.000 đến 70.000 dao động trong một giây. Người ta gọi đó là siêu âm. Và những âm thanh đó vượt khỏi ngưỡng thính giác của con người. Âm thanh khi phát ra này sẽ va chạm vào các chướng ngại vật trên đường bay và dội lại tai của dơi, khiến dơi có thể xác định được chính xác và tức thời vị trí vật thể của con mồi trong không gian. Vì thế khi bay thì tai dơi nó luôn cử động theo các hướng để thu nhận âm thanh phản hồi. Xét về mặt vai trò thì trong nông nghiệp, dơi giúp người nông dân tiêu diệt những côn trùng gây hại. Và dơi cũng cần thiết cho sinh thái bởi chúng đóng vai trò thụ phấn hay là phát tán hạt cây. Bên cạnh đó thì cũng có một số loài dơi hút máu và gây hại cho động vật. Tổng kết phần 1 lớn này, cô có những nội dung lưu ý cho các em như sau. Các em chép những nội dung này vào văn tập của mình. Chúng ta thường thấy thì khi ngủ, dơi sẽ treo ngược mình lên. Để các em suy nghĩ và giải thích tại sao dơi lại làm như vậy. Thì khác với chim hay là côn trùng, đôi cánh da của dơi không đủ lực để có thể dễ dàng nâng chúng từ mặt đất bay lên không trung. Do đó lúc nghỉ ngơi thì dơi nó sẽ luôn chọn một cái vị trí ở trên cao để khi cần bay lượn, chúng chỉ việc thả mình xuống và lợi dụng lực cản của không khí để hỗ trợ cho việc cất cánh. Ngoài ra thì khi mùa đông đến, dơi cần phải ngủ đông và tư thế treo ngược mình này có thể giúp chúng giảm bớt sự tiếp xúc với đỉnh hang lạnh giá. Chúng ta cùng đến với bộ thú tiếp theo là bộ cá voi gồm những loài thú bơi. Tuy trong tên gọi của chúng có từ cá, nhưng chúng không phải thuộc lớp cá mà là các động vật có vú thật sự. Các loài thú dạng cá voi chủ yếu thích nghi với đời sống ở dưới nước. Trong bộ cá voi này người ta chia làm hai phân bộ, đó là nhóm cá voi có răng và nhóm cá voi không có răng. Bộ cá voi chứa khoảng 90 loài và gần như tất cả đều là động vật đại dương, gồm một số đại diện như là cá voi nè, cá heo, là cá nhà táng. Và các loài trong bộ cá voi này thì thường nó sống chủ yếu ở các vùng biển ôn đới và biển lạnh. Các em cùng theo dõi sự di chuyển của cá voi. Ngày nay, các vùng biển xung quanh tràn đầy sức sống. Đây là cá voi sát thủ, có vài trăm con sống tại khu vực này. Cá heo cũng đã xuất hiện, 2 mét chiều dài, những thân hình bóng mượt, đẹp tuyệt cắt xuyên qua những con sóng. Một cảnh tượng thường thấy ở đây, đôi khi có thể thấy chúng bơi thành tốp hàng ngàn con. Đột nhiên chúng bắt đầu nhảy, có vẻ như chúng đang chơi đùa. Những sinh vật này có vẻ hoàn toàn không sợ con người. Cùng quan sát vào hình 49.2 và đọc thông tin trong sách giáo khoa và trả lời sự câu hỏi sau đây. Cá voi có đặc điểm cấu tạo như thế nào để thích nghi với đời sống ở trong nước? Quan sát chúng ta thấy rằng thì về mặt hình dáng cơ thể của cá voi có hình thoi. Và trên cơ thể của nó thì lông mao rất là ít, gần như là tiêu biến hoàn toàn. Đổi lại thì nó có lớp mỡ dưới da rất là dày. Còn phần cổ thì rất là ngắn, nó không phân biệt với thân. Về phần đuôi thì đuôi cá voi sẽ nằm ngang thay vì nằm dọc như những loài cá thực sự. Chính vì vậy cách bơi của nó là bơi theo kiểu uốn mình theo chiều dọc. Đối với phần chi thì chúng ta thấy là chi trước của cá voi sẽ biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo. Nhưng nhìn chung thì vây bơi này vẫn được nâng đỡ bởi các xương chi như ở động vật có xương sống ở trên cạn. Chúng ta quan sát vào hình thì chúng ta thấy là xương cánh tay và xương ống tay ở vị trí số 1 và số 2 ngắn. Còn xương ngón tay thì lại rất dài. Về chi sau thì chi sau của cá voi đã tiêu giảm. Và trong bộ cá voi này thì cá voi xanh được xem là loài động vật lớn nhất trong giới động vật với chiều dài lên tới 33m, nặng 160 tấn và nó thuộc nhóm cá voi không có răng. Vậy thì đối với nhóm cá voi không có răng như là cá voi xanh này thì miệng của chúng sẽ có đặc điểm như thế nào và chúng sẽ lấy thức ăn ra sao? Chúng ta cùng quan sát vào hình 49.2C. Thì đối với nhóm cá voi không có răng, trên hàm của nó sẽ có nhiều tấm sừng rũ xuống như là những cái sàng lọc nước. Vậy thì với những cái tấm sừng rũ xuống như vậy thì cá voi sẽ lấy thức ăn bằng cách nào?
Chúng ta cùng mô tả động tác ăn của cá voi nhé. Thì khi cá voi há miệng ra thì nước sẽ mang tôm cá và những động vật nhỏ vào miệng của cá voi. Và lúc này cá voi ngậm miệng lại thì thức ăn sẽ được giữ ngay trong miệng, còn nước sẽ đi qua khe các tấm sừng và đi ra bên ngoài. Về mặt sinh sản thì cá voi sẽ sinh sản ngay trong môi trường nước và nó sẽ đẻ con và nuôi con bằng sữa. Chúng ta cùng theo dõi một đoạn phim về cá voi đẻ con. Và đây là một số đại diện khác của bộ cá voi, như là cá heo chuột này, cá voi trắng hay là loài cá voi sát thủ. Và một loài cá được xem là có trí thông minh siêu đẳng đó chính là cá heo. Thì các em cùng nhau trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài nhé. Tại sao bộ cá voi có vây bơi, sống dưới nước như cá nhưng lại xếp vào lớp thú? Thì với những đặc điểm chúng ta vừa mới học thì chúng ta thấy là cá voi cũng có một số đặc điểm giống như là những loài thú khác. Thì nó sẽ đẻ con này, nuôi con bằng sữa. Ngoài ra thì lông mao của nó cũng có nhưng mà rất ít, gần như là tiêu biến. Ngoài ra thì nó có một số đặc điểm như là hô hấp bằng phổi, vân vân. Ở phần 2 lớn này cô có một số nội dung lưu ý cho các em như sau, các em sẽ chép những nội dung này vào vở của mình. Vậy chúng ta vừa tìm hiểu thêm hai bộ thú nữa, đó là bộ dơi và bộ cá voi. Trước khi kết thúc bài học thì cô có một số câu hỏi để củng cố lại kiến thức của các em vừa mới học. Câu hỏi số 1, đặc điểm cơ thể của dơi thích nghi với đời sống bay là? 4 đáp án này các em sẽ chọn cho cô một đáp án đúng. Vậy đáp án của chúng ta là A, chi trước biến đổi thành cánh da. Câu số 2, dơi được xếp vào lớp thú vì A, đẻ con, B, nuôi con bằng sữa, C, thân có lông mao và D là cả 3 đáp án đều đúng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là D, cả 3 đáp án trên đều đúng. Câu số 3, chọn những đặc điểm của cá voi thích nghi với đời sống ở nước. Ở đây thì có 5 đặc điểm, các em sẽ chọn ra cho cô những đặc điểm nào mình cho là đúng. Và ở đây chúng ta sẽ chọn ra 3 đặc điểm là cơ thể hình thoi, cổ ngắn, chi trước có dạng bơi chèo và lớp mỡ dưới da dày. Câu số 4, cá voi được xếp vào lớp thú vì? Đáp án là D. Bài học của chúng ta đến đây đã hoàn tất. Cô có một số dặn dò cho các em như sau. Các em xem lại bài và trả lời cho cô câu hỏi số 1, số 2 trong sách giáo khoa vào trong vở của mình. Và xem trước cho cô bài 50. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe tiết học. Và hẹn gặp các em ở tiết học tiếp theo.